cho tất cả các bạn thì chứng minh tài chính khi du học Mỹ là một vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh nhức đầu vì không biết phải giải trình như thế nào mới gọi là phù hợp. Và đến với chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi với chị Thoại Như là chuyên viên tư vấn đến từ công ty du học Tân Đại Dương để có thể hướng dẫn cho các bạn cách thức về chứng minh tài chính nhé. Vâng, thì rất là cảm ơn chị Thoại Như đã nhận lời mời tham dự chương trình hỏi đáp du học ngày hôm nay. Và về cái điều đầu tiên thì chị có thể cho mọi người biết là du học Mỹ thì mình cần phải có cái gì không ạ? Vâng, thì chào các bạn. Trước mắt thì để xin visa du học Mỹ thì chúng ta cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau. Đầu tiên là kế hoạch học tập phù hợp với quá trình cũng như là khả năng tài chính của học sinh. Và thứ hai là khả năng tài chính của gia đình dựa trên các tiêu chí cụ thể. Và thứ ba là có được lòng tin của viên chức lãnh sự thực sự là một du học sinh muốn đi du học Mỹ. Và việc phỏng vấn, nghiên cứu, hiểu rõ các câu hỏi cũng như là tìm cách trả lời hợp lý là rất quan trọng. Và bạn có thể tham khảo thêm một lớp học phỏng vấn du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương qua website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com, hoặc là gọi điện trực tiếp đến công ty để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại là 083-818-1879. Vâng, thì như chị Như vừa có chia sẻ là về cái chứng minh tài chính du học Mỹ thì dựa trên các tiêu chí và điều kiện cụ thể. Vậy thì chị có thể giải thích rõ hơn cái điểm mấu chốt này được không ạ? Và thì đầu tiên là về điều kiện tài chính du học Mỹ thì bạn phải có sổ tiết kiệm có kỳ hạn trong ngân hàng và số tiền tiết kiệm có thể là bằng USD hoặc là bằng tiền mặt và thậm chí là sổ vàng hoặc là ngoại tệ khác. Và điều quan trọng nhất đó là phải chứng minh được ít nhất là có thể chi trả 2 hoặc là 3 phần quãng đường mà bạn đi du học Mỹ. Và nên nhớ là phần chứng minh này thì bao gồm học phí, ăn ở, phí bảo hiểm, sinh hoạt phí, thậm chí là tiền vé máy bay và phụ phí. Và bạn có thể nhờ nhân viên của Tân Đại Dương hỗ trợ làm một bài tính thử xem là các bạn cần ít nhất bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Và điều quan trọng nhất của chứng minh tài chính là giải trình tài chính cho hồ sơ du học Mỹ. Bạn phải làm sao mà chứng minh với lại viên chức lãnh sự hiểu về số tiền đến từ đâu, tích lũy như thế nào, quá trình để dành sổ tiết kiệm của ba mẹ bạn có lộ trình hay không, hoặc là tiền này không phải là do ba mẹ bạn mà là do thừa kế, do bán nhà đất hoặc là thu thập tích lũy lâu dài mà tạo thành. Và việc chứng minh thu nhập hàng tháng đều không thể thiếu của hồ sơ chứng minh tài chính. Ở Việt Nam thì phụ huynh hoặc là người bảo trợ tài chính cho học sinh đôi khi rất là lúng túng khi phải trình bày vấn đề này cho lãnh sự. Với nhiều năm kinh nghiệm làm hồ sơ du học Mỹ thì các chuyên gia tư vấn của Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn các bạn giải trình hồ sơ một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Có nhiều phụ huynh hồ sơ là đăng ký kinh doanh cá thể hay là hộ kinh doanh nhỏ, thậm chí là không có giấy phép nhưng mà thu nhập rất là tốt và có rất là thực tế. Và nhiều trường hợp này thì chúng ta cần làm bản chứng minh tài chính đi kèm với các xác nhận có thể của chính quyền địa phương, bạn hàng và hay là qua hình ảnh. Và nên nhớ là các viên chức lãnh sự Mỹ, người sẽ phỏng vấn các bạn là người nước ngoài nên là họ không hiểu rõ văn hóa của người Việt Nam mình, cũng như là các khoản thu nhập khó hiểu nếu các bạn không giải thích. Ví dụ như là cho thuê nhà mà không có hợp đồng thuê và điều đó khó có thể gọi là khoản thu nhập. Nên nhờ bằng chứng liên quan là điều quan trọng nhất. Và lãnh sự Mỹ thì không yêu cầu các bạn phải là người rất giàu, rất giỏi hoặc là rất thông minh. Họ chỉ yêu cầu bạn một số sự hợp lý, thu nhập phù hợp và đủ điều kiện chứng minh cho hồ sơ du học của bạn. Và nên nhớ là gia đình có 2 hoặc là 3 người con đi du học thì việc chứng minh thu nhập hoàn toàn khác với việc có một người con đi du học. Vậy thì còn về những cái tài sản cố định trong việc chứng minh tài chính Mỹ thì như thế nào thưa chị? Vâng, thì đây có thể gọi là điểm cộng cho hồ sơ du học của bạn. Khi gia đình bạn phải có tài chính vững mạnh thì bố mẹ bạn cũng có thể có hơn một căn nhà, xe hơi hoặc là tài sản có gia đình khác. Nói chung là các bạn phải mang toàn bộ những giấy tờ liên quan đến tài sản của các bạn đang sở hữu. Và các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ biết cách sắp xếp và tư vấn hồ sơ sao cho hợp lý nhất. Và để trong vài phút ngắn ngủi của buổi phỏng vấn du học Mỹ thì bạn có thể trình bày cho viên chức lãnh sự hiểu được tình hình tài chính của gia đình bạn. Và nếu bạn hoặc là những người thân đi du lịch nhiều nước rồi, và điều này cũng là một điểm cộng cho hồ sơ chứng minh tài chính của bạn. Và nên mang theo những hộ chiếu cũ của mình hoặc là mọi người thân trong gia đình, hình ảnh chuyến đi trước đó các bạn nhé. Và thì có nhiều trường ở Mỹ thì yêu cầu chứng minh tài chính khi xin E20. Như vậy là chúng ta phải giải trình tài chính 2 lần, có nghĩa là một lần với trường và một lần với lãnh sự Mỹ hay sao ạ?
Vâng, chính xác thì nhiều trường ở Mỹ yêu cầu xét duyệt khả năng tài chính của học sinh, gia đình học sinh hoặc là người bảo trợ trước khi cấp thư mời nhập học. Thường thì họ sẽ yêu cầu gửi thư xác nhận tài khoản ngân hàng hay là thư xác nhận việc làm của người bảo trợ hoặc là các chứng cứ về việc thu nhập để bảo đảm cho quá trình học tập lâu dài của học sinh. Mặc dù học sinh hoàn toàn đủ các yêu cầu tiêu chuẩn về học bạ và tiếng Anh. Trong các giấy tờ về chứng minh tài chính du học Mỹ thì thường có nghe đến mẫu là I-134. Vậy thì chị Thảo Như có thể giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn đây là loại giấy tờ gì hay không ạ? Vâng, thì đây là một loại giấy tờ tài chính nằm trong hồ sơ của người bảo trợ tài chính. Và mẫu I-134 là một tờ cam kết của người thân nhân đứng đơn cam đoan sẽ bảo trợ tài chính cho du học sinh trong suốt thời gian học tại Mỹ. Và nếu như người thân này ở Mỹ thì tờ cam kết này phải được thị thực chữ ký ở Mỹ. Nếu người thân nhân đó ở ngoài nước Mỹ thì mẫu I-134 phải được thị thực bởi tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự Mỹ tại nước sở tại. Vâng, vậy thì ngoài cái mẫu I-134 này thì người bảo trợ về tài chính cho du học sinh Mỹ có phải nộp thêm bất cứ một cái loại giấy tờ bổ sung nào hay không ạ? Vâng thì có chứ. Trước hết thì người bảo trợ tài chính phải nộp các xác nhận có chứng thực về nguồn thu nhập và chứng nhận của ngân hàng hay là cơ quan tài chính của thân nhân đang ký gửi tài khoản ngân hàng với những khoản chi tiết kiệm như là tài khoản và thời gian ký gửi. Chứng nhận của công ty hoặc là cơ quan bạn đang làm việc về tình trạng việc làm và lương bổng của bạn. Hoặc là nếu người thân làm nghề tự do, chẳng hạn như là một tiểu thương ở Mỹ và phải nộp giấy thuế 2 năm trước đó. Và nếu người thân nhân có công trái phiếu, phải liệt kê số danh mục, loại và tên của người thừa hưởng. Và nếu mở công ty riêng thì giấy thuế hoặc là bản báo cáo cuối năm có thể xem xét. Và tuy nhiên thì mỗi người có một hồ sơ và một khúc mắc khác nhau. Có thể nói đơn giản là không có hồ sơ nào giống hồ sơ nào. Chẳng hạn như là một người bảo trợ hay là tìm đồng bảo trợ thì có thể dùng hợp đồng mua bán nhà hay là cho thuê nhà hay không. Và về hợp đồng tín dụng ngân hàng thì như thế nào? Và nếu chứng minh bằng khoản thu nhập không ổn định nhưng rất cao thì sao? Và nếu các ngành nghề làm việc có thu nhập nhưng lại khó để chứng tỏ rõ ràng nên giải thích thế nào? Tốt nhất là hãy mang hồ sơ của bạn đến với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tìm ra cách giải thích cũng như là trình bày hồ sơ một cách hoàn thiện nhất cho bạn. Vâng, thì ở hộp thư của Hỏi Đáp Du Học có nhận được một cái thắc mắc gửi về cho chương trình, đó là bạn sinh viên này vừa mới bị từ chối cấp thị thực du học theo điều khoản 214B của luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Thì điều này có nghĩa là gì? Thì cái bạn sinh viên này có thể nộp đơn lại hay không? Cũng như là có phải bạn sinh viên này không đủ điều kiện chứng minh tài chính hay là do họ nghĩ là cái người sinh viên này phỏng vấn tiếng Việt cho nên mình nghĩ là không biết tiếng Anh hay không ạ? Vâng, thì thông thường thì đương đơn xin thị thực du học thường bị từ chối vì một trong những lý do sau. Đó là đương đơn không thuyết phục được viên chức việc đương đơn thực sự có ý định học tập tại Hoa Kỳ, hoặc là đương đơn không có khả năng học tốt ở Hoa Kỳ. Và đương đơn không thuyết phục được viên chức lãnh sự việc đương đơn có đủ nguồn tài chính chi trả cho việc học tập hay không. Đương đơn không thuyết phục được viên chức lãnh sự rằng đương đơn có ý định quay về Việt Nam sau khi hoàn tất khóa học tại Hoa Kỳ. Đương đơn có thể xin phỏng vấn lại bất kỳ lúc nào, tuy nhiên thì đương đơn nên xem xét thật kỹ hồ sơ của mình trước khi tái phỏng vấn. Khi phỏng vấn lại thì đương đơn phải chuẩn bị giải thích rõ ràng là về kế hoạch học tập, tình hình tài chính, kế hoạch việc làm khi hoàn tất khóa học tại Hoa Kỳ. Và tuy nhiên thì có nhiều yếu tố khác liên quan phụ thuộc vào hồ sơ của bạn. Bạn nên mang hồ sơ lên công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho bạn. Và sau đó thì liệt kê ra các câu hỏi và các câu trả lời. Chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu về hồ sơ của bạn kỹ hơn để có một lý do hợp lý nhất. Và thiếu hoặc là sót một chỗ nào đó sẽ bổ sung và hoàn thiện theo một cách tốt nhất. Vâng, thì xin visa du học Mỹ thì yêu cầu phải chứng minh được cái mục đích quay trở về Việt Nam. Thì điều này nó sẽ như thế nào và mình làm sao để tự tin khi mà mình bị hỏi về cái vấn đề này vậy ạ? Vâng, thì nói đúng hơn thì lãnh sự cần nhìn thấy sự rõ ràng về sự ràng buộc tại Việt Nam của bạn để tin chắc rằng bạn là một du học sinh không có ý định nhập cư vào Mỹ và tài chính bền vững, nguồn tài sản của bạn sẽ được thừa kế trong tương lai ở nước sở tại cũng là một điểm cộng. Bên cạnh đó thì việc triển vọng tương lai của công việc gắn bó với gia đình, vợ chồng hoặc là người yêu cũng là một yếu tố rất hợp lý có thể giải thích.
Quan trọng nhất là họ muốn hiểu sau khi học xong điều gì sẽ khiến họ tin tưởng rằng bạn sẽ quay trở lại và gắn bó với đất nước của bạn. Và khi bạn nộp đơn xin visa du học thì viên chức lãnh sự Mỹ hiểu rằng bạn xin phép vào Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định đủ để hoàn thành khóa học. Và sau khi hoàn thành khóa học của bạn thì bạn phải trở về Việt Nam. Điều quan trọng là bạn phải tạo làm sao được ấn tượng tốt về mình trong suốt quá trình phỏng vấn, bởi vì nhân viên phòng lãnh sự có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn vì lý do cá nhân. Nói một cách khác là vì bạn có thể không tạo được ấn tượng tốt về bản thân mình. Hãy bình tĩnh, tự tin, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Khi trả lời các câu hỏi thì nên nhìn thẳng vào mắt của người phỏng vấn và luôn mỉm cười. Câu trả lời ngắn gọn, thành thật và đi đúng hướng, không trả lời lan man. Hãy là chính bạn và xem đây là một cuộc trò chuyện thân mật trước khi nhận được visa du học Mỹ. Còn về những cái câu hỏi mà khi phỏng vấn thì thấy rằng có rất là nhiều câu hỏi đã được hỏi trong các kỳ phỏng vấn, nhưng mà có những bộ câu hỏi thì lên đến cả trăm câu hỏi. Vậy thì chị có thể tóm gọn ý chính những câu nào mà lãnh sự hay hỏi để các bạn tham khảo được không chị? Vâng, sau đây là những câu hỏi mà nhân viên phòng lãnh sự có thể hỏi bạn. Đầu tiên là bạn sẽ học ở đâu, chuyên ngành gì, bang nào, thành phố nào, vì sao bạn lại chọn thành phố này để đi du học tại Mỹ? Và sau khi học xong thì bạn sẽ làm gì với những kiến thức và kinh nghiệm bạn có được? Và có thể trình bày rõ ràng kế hoạch học tập và việc làm trong tương lai của bạn như thế nào? Và bạn có ý định có kế hoạch ở lại Hoa Kỳ sau khi học xong hay không? Cụ thể là thế nào? Nếu không thì tại sao? Và nếu trong giấy tờ của bạn có ghi tên người đỡ đầu hoặc là người bảo trợ, câu hỏi tiếp theo có thể là người đó là ai, quan hệ thế nào với bạn, người đó sẽ bảo đảm những chi phí nào cho bạn trong thời gian bao nhiêu lâu. Và bạn có người thân, cha mẹ, anh chị em ruột hiện sinh sống ở Hoa Kỳ hay là không? Và nếu có thì hiện họ đang làm gì ở đó? Và giấy tờ chứng minh tài chính của bạn cụ thể như thế nào? Giải trình các loại giấy tờ chưa rõ ràng. Và bạn có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh hay là không? Lãnh sự Mỹ thì có thể thiện cảm với những học sinh khi đi du học Mỹ mà có khả năng tiếng Anh tốt. Điều này thì có thể chứng minh mục đích học tập thật sự của bạn. Và bạn có bằng cấp gì về tiếng Anh hay là không? Thời gian học tập và làm việc của bạn có liên tục hay không? Giải thích. Bạn có hồ sơ định cư không? Làm sao tôi tin là bạn sẽ trở về Việt Nam? Vân vân. Ngoài ra thì một số hồ sơ liên quan trực tiếp đến trường hợp hồ sơ của bạn. Như là tôi đã nói ở trên thì mỗi người đi phỏng vấn sẽ có một hồ sơ khác nhau. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ dựa trên hồ sơ của các bạn liệt kê ra tất cả các câu hỏi có khả năng và sẽ hỏi trong quá trình phỏng vấn. Sau đó thì sẽ cùng học sinh đi tìm đáp án hợp lý nhất dựa trên sự thật của hồ sơ của bạn. Thông thường thì việc quan trọng nhất là giải trình hồ sơ tài chính du học Mỹ sao cho hợp lý nhất và thuyết phục rằng bạn hoàn toàn có khả năng đi du học trong một thời gian dài là từ 4 đến 5 năm mà gia đình bạn đã chuẩn bị và tích lũy để bạn có thể chi trả các chi phí. Vâng, thì rất là cảm ơn chị Thoại Như về những cái thông tin cũng như là hướng dẫn cách thức chứng minh tài chính dành cho tất cả các bạn. Và các bạn hãy nhớ bấm subscribe Du học Tân Đại Dương để có thể cập nhật thêm được nhiều thông tin hữu ích dành cho mình. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.